Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai miền Bắc và miền Trung vẫn có nắng nóng nhiều nơi, còn Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông liên tục xuất hiện vào buổi chiều. Những mưa dông chiều nay không rộng, tập trung chủ yếu ở phía Nam Tây Nguyên và một số tỉnh thành của khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên những cơn dông này rất mạnh, tương ứng với độ phản hồi màu cam đỏ trên ảnh radar như thế này. Và đây cũng là tiền đề cho những hiện tượng nguy hiểm như mưa to, lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo sang ngày mai diện mưa sẽ tăng hơn ngày hôm nay, xuất hiện ở hầu khắp khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh, vùng bán đảo Cà Mau và các khu vực lân cận cần đề phòng với mưa to có nguy cơ gây ngập úng ở khu vực trũng thấp đô thị cũng như là lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Vùng núi Bắc Bộ khả năng cũng sẽ có mưa dông trong đêm nay. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở Lai Châu, Điện Biên, sang đến Hà Giang, Tuyên Quang cùng với Cao Bằng. Mưa to sẽ xuất hiện cục bộ. Điều cần lưu ý là vì cả ngày hôm nay trời nắng nóng nên lốc sét, gió giật mạnh có nguy cơ cao xảy ra. Do có mưa nên ngày mai các điểm nắng nóng thu hẹp, chủ yếu tập trung ở vùng Đồng Bằng và Trung Du cùng với Lào Cai và Hòa Bình. Nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, riêng Hà Nội và Ninh Bình 38 độ, tương đương như ngày hôm nay. Ở Trung Bộ, nắng nóng ngày mai chưa suy giảm, từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37 đến 39 độ, chỉ riêng có Tuy Hòa là 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm. Còn huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.